Mọi người ơi, tảng đá đã lăn qua một bên, phần mộ trống rỗng, thi thể Chúa đã biến mất. Hả? Thi thể của Chúa đã biến mất sao? Nhưng thình lình có hai người xuất hiện, là thiên thần sáng chói. Ngài phán với chúng tôi: sao các ngươi lại tìm kiếm? Người sống giữa dòng kẻ chết, Chúa sống lại rồi. Đó là sự thật. Hãy tin tôi, tin chúng tôi. Thiên thần đã báo tin, các anh mau đi xem đi. Hầm mộ trống rỗng, Chúa đã biến mất. Vera, hãy tin chúng tôi.